Khi bạn nói với anh bạn là bạn thèm cua và kết quả là một bushel cua từ ông anh yêu dấu của tôi. Ông nghe tôi thèm cua mà ông mua nguyên một thùng cua đây nè mọi người ơi. Xe ra con, buddy. Nguy hiểm lắm buddy. Coi nè, cho mọi người coi nè. Bây giờ hy vọng là nó sẽ không cắn tôi rồi. Đây, mọi người thấy không? Ơ vậy à, nguyên một bushel luôn. Mua nguyên một thùng cua là gì nè mọi người. Ây da. Đó. Đây một thùng như vậy. Một thùng như vậy không biết bao nhiêu pound nữa. Mà ở đây ở Mỹ người ta bán là một một bushel với lại nửa bushel. Half bushel với one bushel. Thì cái này là một thùng đầy. Còn nếu mà ăn không nhiều thì mình mua nửa thùng thôi. Mà hôm nay ông anh ông chơi. Đây là lần thứ hai ông mua thùng này rồi đó. Cái gì con em nói thèm mà ông anh ông mua nè. Đó. Mà không dám cầm mọi. Để gắp thử coi nó còn sống nha mọi người. Đó. Cái tràn ra ngoài luôn rồi nè. Mẹ em mới lấy mấy con nấu cho nên là nó bò ra ngoài luôn rồi. Tại cái này lúc mà mình mua cái thùng này nè, cái phần nắp đó, nó đậy chặt lại luôn, nó đóng đinh luôn. Bây giờ mình tháo ra là thấy như vậy. Đó, nó bò rồi mọi người thấy không? Coi con chó em đó. Nó hào hứng chưa? Cho nó kẹp mày cho mày sợ để mày cứ chạy lại đây hoài. Đó, đó. Chúa. Hả? Ờ, anh ác quá anh. Thôi được rồi anh ơi. Nó sợ mà nó cứ vậy nè. Bởi đi đi ra con. Nếu mày không muốn làm mồi cho nó. Thấy không? Em không biết nữa, mẹ mới nấu thử với kêu nấu thử coi nó còn tươi không. Ra bơ đi ơi. Nãy nó không dở cái nè mọi người thấy tôi không? giờ cái mày ra thử con có gạch không, Biết luôn, tại vì người ta đóng lại anh. Người ta đóng đinh cái thùng này lại chứ không có như bữa mình mua là nó dở ra cho mình coi. Còn này nó đem lại nguyên vui sợi cho nên nó hỏi mình mua chắc gì. Chứ em nghĩ là vậy. Thấy coi vua nó ngon không? Mà em thấy cũng có con mập kìa. Nó nè. Con này nhìn giống con ghẹ Việt Nam không mọi người, mà ở đây người ta gọi là cua. Em thấy cái màu nó giống ghẹ hơn. Cái mài nó nhìn giống ghẹ hơn. Nó rồi bây giờ quá trời cua không biết làm gì luôn. Hồi nãy ông anh ông kêu nấu nấu lẩu mà ở nhà có ở nhà mẹ nấu cơm rồi, chắc tối nay chỉ ăn cua luộc trước rồi ngày mai là mình sẽ nấu lẩu nè, xong rồi mình làm cua rang me hay là cua xào bơ tỏi rồi dơm mè dơm mè. Hôm nay ngày cuối đi học mà phải không anh? Làm giật mình ông nội ơi. Nó dơ càng nó lên kìa. Trời ơi, bẻ càng này mà lắc muối là ngon hết sức luôn. Anyway. Đóng lại. Nè cái bushel nó cao lắm nha mọi người. Không phải là những cái bề mặt thôi nè. Đấy con em tai hại lắm. Khi mà nó thèm là coi như là ông anh ông cho nó ăn ngán luôn nè. Coi nó ngon không thì đang nấu đây đó. À, clip tới đây là hết rồi.